9 PM thì đã làm rồi. Và đây là 9 AM. Thực ra thì tôi muốn làm nốt cho nó xong. Đúng ra đợt trước là tôi định gộp lại chung một video ấy, nhưng mà tại vì em này về sau nên là tôi chưa làm được. Và tôi chỉ làm qua ở trên TikTok thôi. Ngày hôm nay tôi sẽ làm nốt một lần cuối cùng về 9 AM, để chúng ta không phải nhắc gì về mùi hương này nữa. Và chúng ta cùng nhau xem mùi hương này có phải là một cái mùi hương sử dụng tốt cho mùa hè hay không nha. Bắt đầu ơi. Đầu tiên chúng ta có một cái thiết kế. Chúng ta có thể thấy rằng là nó khác mỗi cái chữ PM thành AM và cái phần tem dán thôi. Và cái nắp thì chuyển sang màu vàng, còn cái nắp ông này thì tối màu hơn. Đó lại là đây là một cái thiết kế kiểu một công đôi việc, đã làm AM rồi thì làm PM luôn. Và một cái là màu đen, còn một cái là màu sáng. Thế thôi, rất đơn giản. Về cái phần vòi xịt của chai nước hoa này thì thật là cũng không có gì để nói quá nhiều. Nó phun sương khá rộng nhưng mà cái độ phun của nó, kiểu cái dung cái nước hoa ra nó không được nhiều mà nó chỉ được cái rộng thôi. Nên đây cũng là cái điều mà các bạn cần cân nhắc về cái phần vòi xịt nhá. Ui, về phần mùi thì nói thật, nếu như mùi hương này mà các bạn xịt ở trên da người khác hay là các bạn ngửi ở trên da người khác về cái mùi hương này, mình nghĩ là các bạn sẽ thích. Chắc chắn các bạn sẽ thích nó. Nhưng nếu như các bạn mà xịt mùi hương này ở trên da các bạn thì các bạn phải xác định rằng đây là một cái tông mùi citrus làm sáng, nhưng nó lại không có cảm giác tươi và nó không có cảm giác kiểu sảng khoái, kiểu fresh, mát mẻ. Mà nó lại có một cái tông mùi kiểu tươi nhưng mà nó có phần hơi kiểu bí, và mùi hương mình có cảm giác rằng là nó không thoát ra được ngay từ cái top note. Thường các bạn sẽ thấy rằng là những cái chai nước hoa dành cho mùa hè hay kể cả những cái chai nước hoa mùa thu đi nữa, những ngày mát mẻ, thì cái top note của nó có suy chút ấy, khi mà họ làm có cảm giác nó rất là tươi để tạo ra cái cảm giác sảng khoái khi ngửi và dễ dàng mua mùi hương đó ngay ở cái top note. Thì đấy là cái khéo của những nhà designer làm, nó sẽ làm nịnh mũi ban đầu và thường sẽ sử dụng những tông mùi citrus để làm như thế. Nhưng em này thì không như vậy. Ngoài cái cảm giác sáng một chút kiểu cam chanh và cái mùi hương mình cầm ngửi thì mình có cảm giác kiểu nó có một thoáng chút bột của lavender ở trong này. Và cái mùi hương này ấy, nó làm mình liên tưởng tới những cái chất xịt phòng hay là kiểu những cái vệ sinh, và nó có các tông mùi cam chanh cùng một chút hoa vậy. Thực sự nó khá là synthetic, nhiều bạn thì hay sử dụng cái từ đó là hóa học, nhưng mà thực sự mùi hương này với mình top note nó không hề mượt mà. Dry down của cái mùi hương này thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là cái vai mùi nó không biến chuyển quá là nhiều, gần như từ đầu đến cuối mùi hương nó sẽ chỉ nhẹ dần và nó bớt sáng đi thôi, và nó tổng hòa là một cái mùi citrus cùng với gỗ. Thực sự nếu mà để ngửi mình cũng không thấy quá rõ nét gỗ ở đây, còn gần như rằng là nó không đọng lại cho mình một chút gì cả. Thậm chí rằng là mùi hương thường nó về sau nó sẽ có sự mượt mà, nhưng mà em này thì kiểu tay to kiểu gằn đấm vào mũi mình từ đầu đến cuối. Đấy là cái cảm giác mà mình khá là khó chịu khi mà xịt mùi hương này. Cảm giác nó không thoát ra được, mà xịt cái mùi hương này vào những ngày nóng khi còn khó chịu hơn ấy. Về cái độ bám tỏa của em này thì thực sự rằng là mùi hương này lưu và hiện diện rất tốt ở trên da. Em nó ở trên da mình trung bình tầm 6 đến 7 thậm chí là 8 giờ là thừa sức. Những ngày nắng nóng thì em nó sẽ tỏa một cách rất rất tốt. Gần như vào bạn có thể ngửi thấy, chỉ cần bạn hơi cựa nhẹ người một phát hoặc là đơn giản có một luồng gió đi qua thì bạn cũng có thể ngửi thấy em này. Đây là một cái điểm mạnh của những cái nhà nước hoa đến từ Trung Đông như kiểu Apnon, như kiểu Amat. Nhưng mà các bạn có đồng ý mình một cái quan điểm đó là những cái sản phẩm của nhà Apnon ấy làm có cảm giác nó không có chiều sâu và không mượt mà bằng những cái sản phẩm của nhà Amat đâu. Các bạn có để ý như kiểu Supremacy, mặc dù nó rất nịnh mũi thật, nó được nhiều người mua, nhưng mà để đánh giá nó là một cái phiên bản clone của Quid Aventus thì thực sự là Club de Nuit làm tốt hơn nhiều chứ, có chiều sâu, có điểm nhấn hơn. Còn Supremacy đối với mình thì nó lại không phải là một cái bản quá tốt nếu như so nó là cái phiên bản clone của Quid Aventus. Em này thì cũng thế. Mình có đọc một cái bài viết nói rằng là em này giống với em MFK gì đấy, mình sẽ để tên ở đây. Thực sự thì mình cũng đã ngửi qua em này 1 đến 2 lần rồi, và mình ngửi nó chả có tí mẹ là giống cả.
nó khác hoàn toàn luôn ấy. Và cái cảm giác mà kiểu khi mà nghe nó được quảng cáo là nó giống như cái mùi của MFK, mình cũng kiểu háo hức cái mùi đấy, cũng thử rồi mặc dù không thích lắm nhưng mà xịt xong thì cũng chả thấy nó giống gì nhau cả. Nên là đây là những cái rất là sợ khi mà mình xem review, mình nghe những lời quảng cáo ở trên mạng, đặc biệt là những chai nước hoa đến từ Trung Đông mà lại còn rẻ nữa. Thì thường nếu như để dễ bán ấy, thì một là sẽ nói về là bám tỏa tốt, xài rất là ngon, rồi là clone của một con nào đấy. Thì đấy là những cái mà cái chiêu trò marketing bán hàng của những cái sản phẩm của nhà Apnon hay là Amat. Vậy thì bữa ngày nó sẽ phù hợp với ai, nam hay nữ? Nếu như để xài thì nó sẽ phù hợp với cái phong cách như thế nào, với cái gu mùi như thế nào? Thì mình phải chia sẻ đó là em này khi mà mình xem review trên TikTok, các bạn bảo là con này dài cho các bạn nữ rất ngon, một cái mùi hoa rất nhẹ nhàng xíu chút. Xịt ra kiểu thấy nam tính vãi, cảm giác kiểu đây sẽ là một cô nàng kiểu chơi thể thao, kiểu đá bóng hay là tập gym, chân tay to kiểu như kiểu chân của Lê Bống vậy, để đi thi người mẫu vậy, như ở so với các cặp giò khác. Thì thực sự là đây là một cái ngoại cỡ đấy, tôi nghĩ là như vậy. Nên là nếu như bạn nữ nào mà có ý định là xem review mà định mua ấy, thì các bạn phải xác định là mình là một cái người có cái vai mùi nó phải khỏe khoắn hơn, nó phải kiểu lực điền hơn so với những người phụ nữ khác đấy. Và cái điều mà các bạn cần biết nữa đó là mùi này lưu tốt, nên là nó chắc chắn là nó sẽ gây khó chịu cho những mùa hè. Và cái thời tiết mùa hè nhiều khi mình thấy rằng là với cái mùi hương này chắc mình nghĩ là tầm 32 độ quay đầu, 30 độ quay đầu thì nó mới xịt được thôi. Còn nếu mà để dành cho ngày hè thì em này cũng khá là mệt đấy. Em này có một phần nào đó mình cảm giác cái top note nó có phần giống White Elixir nhưng mà nó không được mượt bằng. Thực sự là như vậy. Nhưng cái cuối cùng chúng ta cần xét tới đó là về phần giá. Nó có đáng mua ở trong tầm giá hay không? Thì mình nghĩ rằng là ở trong tầm giá của nó, thời gian gần đây mình đã lên con Vintage Queen của nhà Banana Republic, cái con 78 Vintage Queen ấy, thì mình đã lên ở trên kênh TikTok rồi. Đợt tới thì cũng sẽ lên trong cái list trà mà mình sắp làm. Nên mình nghĩ rằng là thay vì mua một cái mùi như thế này thì các bạn có thể mua một cái mùi trà nó tự nhiên hơn, có thể là nó giúp bạn sảng khoái trong những cái ngày hè oi bức, kiểu cảm giác dễ chịu như kiểu dội một cái gáo nước hay là uống một cái ly trà đá vậy. Đấy, hãy mua con Banana Republic, nó ngon hơn rất là nhiều. Hoặc là đợt tới thì chuyển thu mình cũng sẽ làm cho các bạn vài con để các bạn có thể xem thêm, đặc biệt là ở cái phân khúc giá rẻ. Còn với em này, chỉ một điều duy nhất đó là nếu như bạn thích bám tỏa khủng thì bạn mua, còn không mình đánh giá em này ở mức 3/10. Thực sự nó còn không tốt bằng 9pm, tại vì dù gì một cái vai mùi ngọt nó sẽ được thích hơn là một cái vai mùi làm suy chút đơn thuần, thậm chí là còn gỗ nam tính như thế này, không đâu với đâu cả. Nên là em này xin phép được chê. Và nếu thấy video này hay, bổ ích thì đừng quên việc like, share cho mọi người cùng biết. Và bạn muốn chia sẻ những cái điều gì, những cái trải nghiệm gì về em này cho mọi người biết thêm thì hãy cứ chia sẻ bên dưới nha. Các bạn bình luận thoải mái, mình không bao giờ mình chặn các comment của các bạn cả. Và nhớ rằng like nha. Còn bây giờ thì xin phép, xin chào và gặp lại các bạn. Bye bye.